Lý do khiến rèm Ngọc Châu Sa dần mất đi sức hút, Triệu Lộ Tư thị phi, Lưu Vũ Ninh kém sắc. Là dự án trọng điểm của Youku lên sóng cuối năm 2024, rèm Ngọc Châu Sa đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía khán giả trong những ngày qua. Chỉ có điều sau gần 10 ngày phát sóng, tình hình của rèm Ngọc Châu Sa không được tốt cho lắm, khi lượt view mỗi ngày không quá 40 triệu, rating trên 3 đài chạm đáy và chỉ quanh quẩn ở mức dưới 0,2%. Khán giả cho rằng, những điểm yếu của rèm Ngọc Châu Sa ngày càng lộ rõ theo từng tập và đó là lý do khiến họ bỏ phim. Kịch bản đi theo lối mòn cũ. Điểm nhấn đầu tiên mà rèm Ngọc Châu Sa có được đến từ kịch bản kịch tính và hấp dẫn. Khán giả cảm thấy kịch bản của rèm Ngọc Châu Sa khá chặt chẽ, tuy có vài điểm phi logic, nhưng không đáng kể và cũng không ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện. Chỉ có điều, phim của Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh lại ngày càng đuối dần qua từng tập, khi không có tình tiết mang tính đột phá hay sự mới mẻ, đủ để giữ chân người xem. Ví dụ như rèm Ngọc Châu Sa kể về câu chuyện thay đổi cuộc đời của Đoan Ngọ, nhưng hành trình vươn lên của nữ chính lại thiếu đi sự mới mẻ và không thoát khỏi khuôn mẫu của các bộ phim cổ trang, hay như nữ chính có thể dễ dàng bán ngọc trai nhờ một điệu múa, tuyến tình cảm phát triển quá nhanh và những điều này thiếu đi sự logic cần có. Rõ ràng, rèm Ngọc Châu Sa đang dần đi theo lối mòn cũ, khi biên kịch đầu tư hết ở phần đầu phim và bắt đầu kém hơn ở giai đoạn mở rộng cốt truyện. Hiện tại, rèm Ngọc Châu Sa đang rơi vào tình trạng thùng rỗng kêu to và có nhiều khả năng sẽ đầu voi đuôi chuột, vậy nên khán giả đã bỏ phim sau một thời gian theo dõi. Triệu Lộ Tư quá thị phi. Triệu Lộ Tư có sự tiến bộ trong rèm Ngọc Châu Sa, nhưng những thị phi xung quanh cô đang dần khiến cho người xem cảm thấy khó chịu. Khoảng thời gian trước, Triệu Lộ Tư thường xuyên vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng cô đã lên tiếng phủ nhận, chỉ là những dấu vết chỉnh sửa vẫn hiện rõ trên gương mặt nữ diễn viên 26 tuổi, và mọi người có thể thấy điều này trong quá trình cô đi tuyên truyền cho rèm Ngọc Châu Sa. Những tranh cãi về ngoại hình của Triệu Lộ Tư đã khiến nhiều người không muốn xem bộ phim mà cô tham gia. Thêm vào đó, để tăng độ nổi tiếng cho rèm Ngọc Châu Sa mà Triệu Lộ Tư đã nhờ đến rất nhiều gương mặt đình đám của showbiz như Tiêu Chiến, cho đến cả các ngôi sao trên mạng gồm Hằng An Nhiễm, Lưu Tử Thần, bày ra một thế trận hoành tráng như vậy. Nhưng cuối cùng thành tích của rèm Ngọc Châu Sa cũng không khả quan cho lắm, thế là người đẹp chính ít bị công chúng chê cười. Từ đó có thể thấy, độ hot của phim phụ thuộc vào chất lượng chứ không phải những tác động từ bên ngoài. Lưu Vũ Ninh kém sắc. Một điểm đuổi khán giả đến từ rèm Ngọc Châu Sa chính là Lưu Vũ Ninh quá kém sắc, thua xa so với thời đóng Trường Ca Hành. Lưu Vũ Ninh vốn nổi tiếng là có ngoại hình không phù hợp với cổ trang, thậm chí gương mặt anh còn có nét rất giống phản diện, cộng thêm diễn xuất rồi sụt thất thường. Không ít người đã lựa chọn cạch mặt rèm Ngọc Châu Sa chỉ vì ngôi sao chính ít này. Nhất là khi so sánh với Đinh Vũ Hề của bộ Vĩnh Dạ Tinh Hà, Lưu Vũ Ninh kém xa cả về diễn xuất lẫn ngoại hình. Nhìn chung, rèm Ngọc Châu Sa thất thế trên màn ảnh xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Quan trọng nhất vẫn là phần chất lượng, kịch bản là linh hồn của bộ phim. Đáng tiếc biên kịch của rèm Ngọc Châu Sa chưa đủ sức để khiến cho dự án này hấp dẫn được khán giả. Cộng thêm các yếu tố bên lề cũng làm cho khán giả ngán ngẩm và chuyển sang xem các bộ phim khác. Thành Nghị và Dương Tử cùng dàn sao một màu trên màn ảnh. Đối với diễn viên, ngoài việc nâng cao diễn xuất ra, thì một điều quan trọng không kém là luôn phải đổi mới bản thân trên mọi phương diện, như thế mới nhận được sự chú ý của khán giả. Nhưng Thành Nghị, Dương Tử hay Cúc Tịnh Y lại khác, họ thường xuyên bị chê một màu, cố gắng giữ bản thân ở vùng an toàn mà không dám thoát ra. Thành Nghị. Kể từ sau thành công của Lưu Ly, xu hướng nhận phim của Thành Nghị chủ yếu là các phim cổ trang với kiểu nhân vật điển trai, giỏi giang, nhưng số phận bi thảm, những ai đã xem Giữ Quân Ca, Trầm Vụng Hương Phai, hay gần đây là Liên Hoa Lâu, đều sẽ thấy các vai diễn của Thành Nghị na ná nhau, đặc biệt còn thêm khoảng hộp si rô nữa. Bên cạnh đó, tạo hình của Thành Nghị cũng một màu nốt, khi mái tóc rẽ ngôi 37, được áp dụng tại các bộ phim, tất nhiên không thể thiếu kiểu tóc trắng đặc trưng xuyên suốt từ Trầm Vụng Hương Phai, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền, và mới đây thêm cả Phó Sơn Hải, mà điểm quan trọng nhất là Thành Nghị luôn dùng một kiểu diễn xuất cho tất cả các vai diễn. Dương Tử. Việc Dương Tử luôn bị bó hẹp trong vùng an toàn là điều mà khán giả đều đã thấy rõ, từ năm 2017 cho đến nay. Kiểu vai diễn mà Dương Tử thích chọn nhất là tuyệt sắc gia nhân lanh lợi hoạt bát, nhưng sau đó gặp biến cố, có khi còn bị ngược thê thảm. Hương Mật Tựa Khói Sương, Trầm Vụng Hương Phai hay Trường Tương Tư đều theo mô típ này, và người xem cảm thấy ngán ngẩm trước cách chọn vai của Dương Tử. Chính vì bị bó buộc trong một vùng an toàn, nên Dương Tử không thể chuyển hình nổi, cô cũng khó đảm nhận được các vai diễn có chiều sâu. Cúc Tịnh Y. Điều khiến khán giả khó chịu nhất ở Cúc Tịnh Y chính là lớp trang điểm lòe loẹt của cô qua các bộ phim. Dù là vai diễn gì,
hoàn cảnh nào, thì Cúc Tịnh Y vẫn giữ lớp make-up đậm, và cô chẳng dám để bản thân mình xấu trong bất kỳ khoảnh khắc nào, từ đó khiến cô nhận về nhiều chỉ trích. Bên cạnh đó, mỹ nữ 4.000 năm cũng gây tranh cãi vì kiểu diễn xuất 10 phim như một, khi cô luôn cố gắng thể hiện nét đáng yêu qua mỗi bộ phim, mà không cần quan tâm hình tượng nhân vật hay bối cảnh là gì. Cứ thế, cô đem một Cúc Tịnh Y từ ngoài đời lên màn ảnh, chứ không phải là hóa thân vào vai diễn nữa. La Vân Hy. Điều khiến La Vân Hy gây tranh cãi thời gian gần đây chính là tạo hình của anh trong các bộ phim, từ Trường Nguyệt Tẩn Minh cho đến Thủy Long Ngâm. La Vân Hy luôn xuất hiện với những tạo hình diêm dúa loè loẹt gây nhức mắt. Nhưng điều đó vẫn chưa phải là tất cả, khi nam diễn viên 8X này khá đam mê với kiểu make-up đậm còn hơn cả bạn diễn nữ. Lớp trang điểm quá đậm, ngay cả khi nhân vật ốm đau bệnh tật cũng không quên kẻ Aileen, khiến cho netizen ngán ngẩm. Họ tự hỏi, đến bao giờ thì La Vân Hy mới từ bỏ kiểu tạo hình và make-up này đi? Ngô Cẩn Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn không bị một màu trong tạo hình, nhưng vấn đề của nữ diễn viên này xuất phát từ nhân vật mà cô lựa chọn. Mấy năm qua, Ngô Cẩn Ngôn vẫn luôn nằm ở vùng an toàn, khi cô có xu hướng tìm kiếm kiểu vai diễn nữ chính báo thù trong các phim cổ trang. Nhân vật của Ngô Cẩn Ngôn trong Diên Hy Công Lược, Mặc Vũ Vân Giang hay Xuân Hoa Diễm đều là kiểu phải đi trả thù cho gia đình. Lựa chọn vai diễn tương đồng cũng khiến diễn xuất của Ngô Cẩn Ngôn bị ảnh hưởng, khi cách diễn của cô trong Mặc Vũ Vân Giang và Xuân Hoa Diễm chẳng có gì khác biệt cả. Dàn phụ Vĩnh Dạ Tinh Hà gây sốt, Trần Đô Linh tạo trend mới. Hiện tại, bộ phim Vĩnh Dạ Tinh Hà đang gây sốt màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ. Sức nóng của phim không chỉ giúp hai diễn viên chính Ngô Thư Hân và Đinh Vũ Hề tăng danh tiếng, mà còn thu hút hào quang cho dàn diễn viên phụ. Trúc Tự Đan và Dương Sĩ Trạch tái hợp. Bên cạnh cặp đôi chính Ngô Thư Hân và Đinh Vũ Hề với những màn tương tác ngọt ngào đáng yêu, bộ phim Vĩnh Dạ Tinh Hà còn khiến khán giả điên đảo bởi cặp phụ Dương Sĩ Trạch và Trúc Tự Đan, cả hai vào vai Liễu Phất Y và Mộ Dao. Ít ai biết rằng, trước khi tái hợp trong Vĩnh Dạ Tinh Hà, cả hai từng đóng chung phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng Thiên. Trong phim, họ vào vai cặp đôi yêu nhau, nhưng lại chịu nhiều trắc trở, cuối cùng phải chia ly trong đau khổ. Kết thúc bi kịch của cặp đôi khiến nhiều người tiếc nuối. Do đó, khi thấy cả hai tái hợp trong dự án mới, khán giả vô cùng phấn khích và mong chờ cái kết viên mãn hơn. Trong Vĩnh Dạ Tinh Hà, Dương Sĩ Trạch và Trúc Tự Đan tiếp tục thể hiện sự ăn ý khi vào vai một cặp đôi đang yêu, vì dù đẹp đôi, tương tác tự nhiên ngọt ngào của cả hai khiến khán giả không thể rời mắt. Nhiều người nhận xét rằng, phản ứng hóa học của cặp đôi không hề lép vế so với hai diễn viên chính, mà còn có sức hút riêng. Sự thành công của cặp đôi Dương Sĩ Trạch và Trúc Tự Đan một lần nữa chứng minh khả năng diễn xuất và sức hút của hai diễn viên trẻ. Trần Đô Linh tạo trend trong Vĩnh Dạ Tinh Hà. Tuy chỉ xuất hiện thoáng qua trong tập đầu tiên của Vĩnh Dạ Tinh Hà, nhưng tạo hình nàng kính yêu xinh đẹp của Trần Đô Linh đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Vẻ đẹp kiêu sa thoát tục của cô nàng đã để lại ấn tượng khó phai. Thậm chí, trên các nền tảng mạng xã hội như Tiểu Hồng Thư, bộ móng tay độc đáo của Trần Đô Linh trong phim còn trở thành xu hướng làm đẹp mới, được giới trẻ săn đón. Có thể nói, dù thời lượng xuất hiện không nhiều, nhưng Trần Đô Linh vẫn khẳng định được sức hút của mình và tạo nên một cơn sốt không nhỏ. Nữ thần màn ảnh Chung Hân Đồng tái xuất. Bên cạnh những cái tên trẻ đình đám, thì Vĩnh Dạ Tinh Hà còn sống dậy ký ức tuổi thơ của khán giả Hoa Ngữ khi có sự xuất hiện của nữ diễn viên Chung Hân Đồng. Dù chỉ là một vai khách mời có thời lượng lên hình ngắn ngủi, nữ thần màn ảnh một thời vẫn đủ sức thu hút mọi ánh nhìn. Trong phim, Chung Hân Đồng vào vai mẹ của nữ chính Ngô Thư Hân, xuất hiện trong những hồi ức của nhân vật, khoác lên mình tạo hình cổ trang giản dị. Chung Hân Đồng vẫn chiếm trọn mọi ánh nhìn với nhan sắc trẻ trung, khí chất thanh cao, thoát tục. Nhiều khán giả nhận xét rằng, so với Ngô Thư Hân, Chung Hân Đồng trông giống chị em hơn là mẹ con. Sự xuất hiện của cô không chỉ là một bất ngờ thú vị, mà còn góp phần làm tăng thêm độ hot cho bộ phim. Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi thời lượng xuất hiện của Chung Hân Đồng quá ngắn và mong muốn được thấy cô xuất hiện nhiều hơn trong các dự án phim ảnh sắp tới. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.